con ý, con làm một cái chỗ nguy hiểm như thế này làm gì hả? Vì một cái đứa mà nó đã hành hạ con, nó làm khổ con suốt bao nhiêu năm trời như thế, con giả thân như thế có đáng không? Thôi được rồi, cứu nó cũng được, để cho nó sống xem là bây giờ nó đối diện với con như thế nào, nó cư xử với mọi người ra làm sao. Tôi phải đi xa một thời gian, khi nào có cơ hội tôi sẽ quay về. Mày đừng có đi đâu hết. Bố mày tuy vậy thôi, nhưng lúc nào cũng nghĩ đến mày. Ông ấy chỉ mong mày có một gia đình êm ấm, chồng ấy vui chứ. Mày nghĩ lại đi. Xa thơm gần thối, tôi với ông già khắc khẩu, không thể ở gần nhau được. Nhưng ông anh yên tâm, tôi đã sắp xếp mọi việc chu đáo hết rồi. Ai, còn đây, tặng ông anh. Ngoài cái clip ra, đây là bản gốc, giữ lấy mà làm việc với công an. Cẩn thận, đừng có để mất ấy. Nhiệm vụ của em bây giờ ấy là phải chăm lo cho bố, còn anh thì tự nguyện bù đắp cho em. Nào, nằm đây massage dễ ngủ rồi nhé. Thôi, không cần đâu, anh đi về nhà nghỉ ngơi đi. Em sao ấy? Giờ này mấy giờ mà em còn bắt anh về nhà? Anh phải ở đây nằm ôm em ngủ chứ. Nhưng mà anh hay gác lắm. Thì lúc nào chẳng gác, không sao đâu. Bây giờ không gác được. Sao mà không được? Nằm xuống đây. Không gác được. Nào, thật mà. Sao nhỉ? Gác nhỡ đè vào con